Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Mọi người thấy nụ đã không? Cái này chắc mai là bung lụa, bên đây nó đang bắt đầu bung lụa rồi. Đang hơi hé hé đó. Chậu bên đây nữa mọi người. Cái châu Như nó hôm nay nó nở rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bông này bung hôm nay là ngày thứ tư rồi. Rất là đẹp luôn. Hoa này cực kỳ thơm. Có một cái bông này nó bị lỗi mắt. Hàng này là hàng công nghiệp thôi, em quên tên mất rồi. Hình như tím blue á. Bên đây có cây cũng đẹp lắm, mầm gốc. Em này thì được mấy cái mầm gốc. Hệ thống mầm gốc bên đây đẹp không mọi người? Hứa hẹn mùa giải sang năm hoa sẽ nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.